lâu lâu lên chai dầu test nha các bạn. Thì cái này mình đang kêu bán nha, khách nào mua thì mình sẽ hỗ trợ ship. Giá 8.800.000 nha, giá này không bớt nha, bao gồm đầy đủ hết. Một tủ điều khiển, tủ biến tần, đồ nghề nha, đồ nghề đi kèm. Một thùng đồ nghề luôn ha, collect đẹp đủ thứ nha. Tu quay hàng này còn rất là cứng nha, cứng cáp. Thì mình ra cái bảng điều khiển, bảng điều khiển này là nó xài điện 24V DC từ cái adapter laptop phía trong nó đi ra, cho nên mình không sợ giật các bạn, chứ không phải chỗ này không phải điện 220 nha, điện 220 nó chỉ đi vào cái tủ thôi. Tủ thì đầy đủ quạt tản nhiệt, quạt tản nhiệt, thổi gió, CB đủ hết. Ở đây thì chỉnh tốc độ, tốc độ giảm, đảo chiều nhé, đảo chiều. Cái gì Cura nó hơi trùng hay sao? Hơi trùng. Đây thì hai ốc này, hai ốc châm dầu. Khi thấy dầu nó cạn mình châm vào nha. Để nó chạy hai cái bạc đạn này nè, hai cái bạc là hai cái bạc đạn đồng. Hai cái bạc đạn côn. À, chống tâm zin rất là chuẩn nha, hàng này rất là chuẩn, hàng này bên Nhật họ rất là ít xài. Băng bẹ còn rất là êm cứng nhắc. Một dao tiện ngoài, một dao tiện ngoài, một dao cắt rãnh, chích rãnh 2 ly nha, rãnh 2 ly mình cắt mấy cái rãnh của mấy cái cốt quạt á. Mấy cái rãnh này mình chích nè, chích từ cái dao cái cắt rãnh. Mấy cái tiện ngoài xuống từ 8 ly xuống 6 ly nha, tiện bằng cái dao tiện ngoài. Chích tâm nha, chích tâm để mình đưa qua mấy khoang, mình khoan cho nó đồng tâm. Chích tâm từ cái mũi này nè. Đó, đưa vào nha, đưa vào. Rồi mình siết cần gạt đây nha, siết lại. Đó, rồi chạy thôi. Đó. Cái gì Cura nó hơi trùng trùng, nó hơi kêu kêu nha, mình chỉnh lại để mình tăng đưa lại nha. Đó, đồng tâm, tuyệt đối. Collect thì ưu điểm là nó rất là đồng tâm. À, nó hơi mầm kẹp. Tại vì cơ cấu của nó rất là tốt. Nhả ra, lấy ra thôi. Cái này đang kẹp là 12 nè, 10 và 8. Cái này là mũi 8 nha. Còn 10 á, mình sẽ xài một cái khớp 10. Này khớp 8. Ok, máy bao xài nhé.